Xong chưa anh ơi, mỏi chân quá. Lẹ đi cho em xuống nữa. Chưa, mày có đứng đâu mà mỏi. Ủa, cần đứng mới mỏi hả? Anh quay qua nhìn tôi nè, nãy giờ tôi bay không á. Đi rồi, đợi chút nữa đi, gần xong rồi. Chất hết đống cỏ này lên là xong. Đợi ông chất hết đống cỏ lên chắc tôi trở thành ngựa trời quá. Nhìn coi, cái tướng nào đẹp hơn thứ này nữa không? Kêu ca hoài mày, im coi. Không chịu, chịu đâu, bỏ xuống đi, chịu hết nổi rồi, mỏi chân quá, mỏi hang, mỏi tùm lum hết. Biết xưa ai chế câu mã đáo thành công mà. Xong hôm nay chắc trở thành mã đáo phi thiên quá. Phi được nhiều phi đi con. Nói thiệt chứ ông ác vừa thôi ông chủ ơi. Bỏ tôi xuống đi, chịu hết nổi rồi, mỏi quá. Rồi tôi đang mắc dĩa, chuyện này sao dễ được? Không có ai mà chơi độc như ông. Được rồi, gần xong rồi, im coi. Ông làm biết vừa thôi, để tôi xuống tôi gặm cỏ ông sướng hả? Chắc xong rồi cột tôi lại, có cần thiết phải chơi lầy dữ gì không? Ông coi tôi không bằng cọng cỏ nữa.